Em xin chào các bác và hôm nay thì bên em có vận đơn gửi cho bác khách ở Sóc Trăng, Vĩnh Châu, Sóc Trăng các bác nhé. Anh Thanh Sơn thì anh có lấy bên em đó là một cái con súp điện bát 40 đến từ thương hiệu là TD Acoustic, và cái dòng súp của TD Acoustic thì nó sẽ có cái con 12 TD và 15 TD. Thì cái con bát 40 này mã của nó là con 15 TD các bác nhé. Cái con này thì chúng ta có thể chơi ở diện tích mặt sàn khoảng 70m² trở xuống, và hợp lý nhất và hay nhất thì chúng ta sẽ chơi ở mặt sàn khoảng 40m². Và với cái thiết kế về bên ngoài của nó thì nhìn rất là sang trọng này, cái lớp gỗ của nó vân gỗ này và tráng qua cái lớp sơn bóng PU, và tất cả phần gỗ này đã được qua xử lý muối mọt gỗ Bạch Dương đấy ạ. Qua xử lý muối mọt hết rồi, thế nên là cái chất lượng và cái tuổi thọ của nó thì rất là cao và nó bền. Và tổng quát nhìn qua, các bác có thể là nhìn qua một lượt nữa này, thì con này khi mà chúng ta để ở trong gia đình ấy thì nó vừa là một cái đồ nội thất trang trí, vừa là một cái thiết bị âm thanh không thể thiếu trong dàn âm thanh. Tại vì sao em nói là không thể thiếu? Bởi vì nếu mà các bác sử dụng dàn âm thanh, chơi âm thanh mà không có những con loa súp này mà chỉ có những cái đôi loa lời, loa full, thì nó không bao giờ nó có thể thể hiện được hết tất cả những giải tần của một bản nhạc. Gần như là một bản nhạc nào, trừ những cái bản gọi là bản acoustic các bác nhé, thì gần như là bản nhạc nào nó cũng sẽ có cái âm bay, tức là âm siêu trầm. Mà những cái con loa full thiết kế thì nó không thể nào nó chơi được những cái giải siêu trầm đấy, mà nó chỉ có những cái âm bát, âm đánh bụp bụp ấy thì người ta gọi là tiếng kích các bác nhá. Còn cái tiếng bay này thì phải có những con loa súp này bổ trợ vào dàn âm thanh thì nó mới có thể biểu diễn và thể hiện ra được. Và chính vì vậy, nếu mà một dàn âm thanh mà chưa có súp thì chưa gọi là một dàn âm thanh hoàn chỉnh được các bác nhá. Và cái con súp này thì bên em đang bán với mức giá là khoảng dưới 8 triệu đồng. Đấy, và cái giá này là giá tại cửa hàng, và khi mà vận chuyển xa thì bên em sẽ hỗ trợ một phần phí vận chuyển cho khách hàng. Còn nếu ở trong nội thành thì bên em sẽ hỗ trợ luôn các bác nhá. Em sẽ bao ship luôn, và tất cả những cái phụ kiện đi kèm thì bên em sẽ tặng đầy đủ hết, các bác về chỉ việc cắm vào và sử dụng thôi. Và ở phía mặt đằng sau đó chính là cái phần mạch điện của con loa súp, và phần mạch điện này thì nó cũng như bao cái mạch điện của con loa súp khác, nó sẽ có những cái nút cơ bản, như là thứ nhất là chúng ta sẽ chỉnh volume, là cái âm lượng của con loa súp. Thứ hai là cái chỉnh pha để chúng ta có thể là đồng pha giữa loa súp với cả loa lời. Đồng pha tức là sao, là cái khi mà cái âm bay nó đánh ra ấy, và cái tiếng âm thanh của nó với cả cái tiếng bát của cái những cái đôi loa lời nó cùng đến tai ta vào một thời gian. Còn nếu mà chúng ta chỉnh không đúng thì khi mà âm súp hoặc là âm bay nó đánh xong rồi thì cái âm còn lại nó mới đến tai, thì nó sẽ gây ra cái lệch nhịp, nghe nó rất là khó chịu, và âm thanh của nó còn triệt tiêu nhau thì nghe nó sẽ bị giảm đi, mất cái uy lực. Còn nếu khi các bác đồng pha đúng ấy, tức là khi mà súp nó đánh một nhịp với cả loa bát nó đánh một nhịp, nó cùng đồng thời đến tai chúng ta. Đấy, cái này còn nó còn tùy thuộc vào vị trí các bác để loa súp nhá. Các bác có thể là ví dụ là các bác ngồi ở giữa nhà, các bác để loa súp ở ngay tại vị trí các bác ngồi. Còn những cái đôi loa full thì các bác để xa ra thì các bác phải chỉnh sao cho cái độ trễ của loa súp nó chậm hơn so với loa full, tức là khi mà loa bát của loa full nó đánh xong rồi đến tai rồi thì loa súp nó bắt đầu nó đánh. Đấy, bởi vì nó ở gần hơn chúng ta mà. Cái đấy thì nói nó rất là trừu tượng. Còn bác nào mà chỉnh nhiều hoặc là các bác nào hiểu biết một chút về âm thanh thì các bác sẽ rõ ngay thôi. Và một cái nút nữa là cái nút LBF này. Cái nút LBF này thì một số con loa súp thì nó sẽ là cái nút để cắt tần. Đấy, còn một số con loa súp khác thì nó sẽ là cái phần điều chỉnh cái phần gain của con tiếng súp. Ví dụ là các bác để ở giải tần khoảng 80 đúng không ạ? Các bác vặn volume lên thì nó sẽ gain cái phần 80 hertz lên. Đấy, hoặc là các bác để ở phần 100 hertz thì lúc đấy thì âm lượng chúng ta vặn to lên thì nó sẽ tăng cái tiếng loa súp ở cái giải tần 100 hertz lên. Còn một số con loa súp thì nó là lại là cái phần cắt súp các bác nhá. Nó là giải cái chỗ cắt cốt để chúng ta điều chỉnh giải tần hoạt động của loa súp. Tùy vào từng hãng khác nhau thì cái nút này nó sẽ có cái công dụng khác nhau. Và tiếp theo là các bác có thể thấy một ít những cái thông số của con loa súp nó in ở ngay phía mặt sau này. Thứ nhất là cái giải tần hoạt động của con loa súp là từ 28 cho đến 150 Hz. Cộng trừ 3 dB. Đấy, nó cắt xuống khá là sâu, xuống tận 28 Hz, thế nên là cái âm bay nó thể hiện ra nó rất là uy lực, và chúng ta có thể là cảm nhận được hết tất cả những cái giải âm của một bản nhạc. Và con này sẽ hoạt động ở trở kháng là 8 ohm, công suất của nó là 350W, và đây là con loa súp 15 inch, tức là bát 40. Đấy, và con này thì thiết kế tại Mỹ và dây chuyền sản xuất thì đặt tại Trung Quốc, thế nên cái giá thành đến tay người tiêu dùng nó rất là hợp lý. Và con này nó sẽ có cả mã vạch để các bác có thể là truy xuất được là cái nguồn gốc xuất xứ này, thời gian xuất xưởng này ở trên trang chủ của nhà hãng các bác nhé. Cổng đường vào thì nó sẽ sử dụng một là đường hoa sen, hai là cái đường Canon. Và con này sẽ sử dụng nguồn điện vào là 220V, chỗ chúng ta cắm nguồn vào nó sẽ có cầu trì thay thế. Trong trường hợp là nhà các bác bị chập điện mà
nó sộc điện vào loa súp ấy, thì cái cầu chì này sẽ bảo vệ con loa súp đấy, tránh ảnh hưởng đến cái mạch điện bên trong, và chúng ta rút ra thay thế cái cầu chì này rất là tiện lợi, dễ dàng và chi phí nó cũng rẻ nữa. Đây là cái nút bật nguồn các bác nhá. Đây em bật lên thì nó sẽ cái đèn xanh này nó sẽ sáng lên này, tức là nó báo là đã có nguồn điện vào. Và bây giờ thì em sẽ lấy âm thanh từ cái con vang để em đưa vào test chất âm cho các bác. Hàng chính hãng nó sẽ có đầy đủ tem mác của nhà sản xuất các bác nhá. Ở phía mặt trên này này, thì chúng ta có thể tháo phần e căng này ra để chúng ta xem cái phần bát loa ở bên trong nó hoạt động nó như thế nào. Các bác thấy đây là phần bát loa đấy. Phần bát loa này là gân cao su các bác nhá. Gân cao su. Đấy, cái gân cao su này khi mà nó hoạt động thì nó rất là bền. Và thứ hai là nó thể hiện được cái giải tần siêu trần một cách rất là hay. Đấy, tiếng nó rất là đầm và chắc các bác nhé. Đây là cái rốn loa này. Và tất cả những con vít ở trên cái con TD này đều là vít lục giác. Và nó sẽ có cái gen kim loại ở bên trong. Chính vì vậy khi mà nó ghép các bộ phận này với nhau ấy, ghép cái mạch điện này vào loa thì nó sẽ có cái gen kim loại ở bên trong. Nó không gây ảnh hưởng đến cái phần gỗ loa. Còn khi mà những cái con súp rẻ tiền ấy thì nó sẽ bắn thẳng vít vào lỗ loa vào cái gỗ của con loa, thế nên là lâu dần theo thời gian loa súp nó hoạt động nó rung lắc liên tục thì cái chỗ vít đấy nó sẽ lỏng ra. Đấy, và nó gây ra những cái tạp âm và nó gây mất thẩm mỹ. Và ok thì em sẽ cho tiếng nhạc vào để test tất cả những cái hoạt động của con loa súp trước khi mà bàn giao cho khách hàng, và sau khi test xong rồi thì em sẽ dán tem của lơ âm thanh vào các bác nhé. Ok, mọi thứ hoạt động ok, ổn định rồi các bác nhé. Và lưu ý một chút giúp em là khi mà chúng ta sử dụng loa súp, chúng ta phải để nó tiếp xúc với mặt sàn, chứ các bác đừng để lên trên kệ cao như thế này. Ở đây là em quay video em để lên để các bác tiện theo dõi và quan sát cho nó dễ dàng, toàn diện hơn thôi. Và đặc biệt là cái con loa súp này nhé, cái phần chân của nó ấy, thì nó sẽ làm những cái đế bọc đồng này nhìn trông rất là sang. Ở dưới nó có thêm một lớp nỉ nữa, thế nên là khi mà tiếp xúc với mặt sàn nó sẽ tránh gây ra những cái tạp âm và nó sẽ mút xuống mặt sàn. Nó sẽ tránh cái việc mà con loa súp hoạt động nó rung lắc và nó bị di chuyển đấy, và nó sẽ cách cái phần đáy về bên mặt sàn một khoảng cách khá là cao, thế nên là nhà bị nồm mốc các thứ ấy, thì nó cũng tránh gây ra cái việc mốc hoặc là làm ẩm mọt các cái phần mặt đáy như thế này đấy. Và con loa súp này em nhắc lại một lần nữa, nó là đến từ thương hiệu TD Acoustic và mã là 15TD các bác nhé. Ai mà có nhu cầu hoặc là cần tư vấn thêm thì các bác hãy gọi điện với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Bên này là bên lưu âm thanh, và ngoài cái dòng của TD ra thì bên em còn có nhiều dòng súp của các hãng khác nhau các bác nhé, phục vụ cho các anh em từ sử dụng gia đình cho đến phòng hát chuyên nghiệp cho đến làm sự kiện lớn, đều có công suất đầy đủ, từ súp 30, 40, 50, súp kép 50 đều có các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin dừng cái clip này ở đây.